Ngon anh mà. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? À, sao vậy baby? Trong lớp thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cái này chắc nhiều không anh? Nhiều mới ăn chứ. Con ăn mà. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? À, sao vậy baby? Diễn ba ơi, tao diễn hoài. Come on baby. Đứng ở ngoài mà nó ẩu. Yeah.
đây đây đây. Không ly nữa, mệt quá. Thôi ơi. Cái máy này dã man lắm. Rồi xong, kết thúc phần bonus với tập đùi trên này. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Direct Drive 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.